Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức nghiệm thu bàn giao máy móc thiết bị đợt 1 theo chương trình khuyến công năm 2023 cho các đơn vị doanh nghiệp thụ hưởng trên địa bàn thành phố. Trong đợt bàn giao này, chương trình khuyến công hỗ trợ máy móc thiết bị cho 9 cơ sở sản xuất doanh nghiệp theo diện khuyến công địa phương với tổng kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ hơn 1,86 tỷ đồng, vốn đóng góp của doanh nghiệp là hơn 8,13 tỷ đồng. Cụ thể, có 2 mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và 7 mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, lưu niệm, du lịch. Nhà máy trong năm này đầu tư một dây chuyền Inpresso tự động 4 màu, kinh phí đầu tư là 4 tỷ và được sự đồng hành hỗ trợ của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công thì hỗ trợ cho doanh nghiệp 10% trong cái đầu tư. Nguồn vốn khuyến công hỗ trợ cho mỗi doanh nghiệp tuy không lớn, nhưng được xem là vốn mồi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Đây là nguồn hỗ trợ rất thực tế và ý nghĩa với doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay. Cái dây chuyền sản xuất than sạch này là mình đầu tư vào đầu năm 2023. Cái này là mình đầu tư về nhắm tới tương lai, cái mục tiêu là Đà Nẵng mình là thành phố du lịch phát triển, nên là cần một cái thức ăn sạch, nên cái than này là phục vụ cho các nhà hàng nướng của như Nhật và Hàn Quốc. Thì cái dự án này bên Trung tâm Khuyến công và thành phố đồng hành với mình thì hỗ trợ cho mình là được 30% cái tổng dự án này. Dự án này thì mình đầu tư giá trị là 2 tỷ 2. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết dự kiến sẽ bàn giao máy móc thiết bị đợt 2 vào tháng 12 tới. Tổng kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ cả năm 2023 là 4,5 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc, đánh giá sản xuất sạch hơn, chương trình năm nay còn hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu độc quyền, hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì, hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm để xúc tiến thương mại. Năm nay thì kinh phí thành phố cấp là 4 tỷ rưỡi. Các năm thì nhiều cũng khoảng trên 3 tỷ thôi. Thì đấy là một cái sự động viên rất là to lớn cho ngành công thương cũng như là các doanh nghiệp. Với cái kinh phí đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với địa phương, với Ủy ban Nhân dân các quận huyện, các phòng kinh tế cũng như là thực hiện các cái bước khảo sát từ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để lựa chọn những đơn vị đủ điều kiện tham gia cái chương trình. Qua cái khảo sát đánh giá thì chúng tôi cũng đã lựa chọn được gần 20 đơn vị tham gia chương trình để hỗ trợ. Phải thừa nhận rằng, dù còn hạn hẹp, nhưng những đồng vốn mồi của hoạt động khuyến công đã và đang trở thành bà đỡ và là người bạn đồng hành của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhiều mô hình sản xuất được hình thành và kinh doanh hiệu quả với sự hỗ trợ từ đề án khuyến công. Lãnh đạo Sở Công Thương cũng cho biết, không phải mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ một lần từ chính sách khuyến công. Nếu doanh nghiệp hoạt động tốt, phát huy hiệu quả hỗ trợ và có phương án mở rộng sản xuất kinh doanh khả thi, thì có thể tiếp tục được thụ hưởng chương trình thêm các lần tới.